Chào mừng quý vị đã quay trở lại với talk show Chí Tài Lên Mây với chuỗi series thật đặc biệt khi cánh màn nhung khép im lìm. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một không gian thật là lãng mạn. Ở phía trên là những cánh hoa la kèn. Bên phía sau tôi đây là một chiếc dương cầm. Và trước mặt thưa quý vị, một vị khách mời luôn luôn có xuất hiện trong mỗi tập và rất quen thuộc với chúng ta, nghệ sĩ Chí Tài. À, còn thiếu ông ruồi nữa. Có cái tổ chim đó anh. Mà hoa này hoa thật nha quý vị. Hoa loa kèn thật á. Rồi, chào Việt. Dạ. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn anh lại tiếp tục đồng hành cùng với em trong chuỗi Chí Tài Lên Mây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ còn lại những nghệ sĩ mà chúng ta chưa có dịp để chia sẻ và trao đổi với nhau. Thì bây giờ xin mời anh, chúng ta sẽ cùng quay lại với lại chiếc ly thần thánh. Ly thần thánh. Thần thánh ơi. Cầm lên. Có ai đây? Anh phải cho mọi đố khán giả đi. Ví dụ cái tên là có bài hát. Nhìn cái ánh mắt và cái gương mặt này quý vị biết đây là nam hay nữ? Biết chết liền đó. Biết vậy lắm. Nếu nữ sẽ cười. À. Nam. Ngầu. Dạ, rồi. Một chắc chắn ở đây là nghiêm. Một nghệ sĩ nam. Rồi. Nhưng người này cũng có thể cười được. Nhưng mà cười nhẹ thôi. Cười nhẹ. Thưa quý vị, nam nhân ca Elvis Phương. Wow. Nam nhân ca Elvis Phương. Một cái tên không lẫn vào đâu được. Đúng rồi. Elvis Phương là... ảnh là thần tượng Elvis Presley. Dạ. Thành ra là lấy tên là Elvis, tên ảnh là Phương. Thì nhắc tới Elvis Phương thì không phải mình anh đâu. Có rất rất nhiều khán giả. Người ta biết nhiều anh Phương qua những cái bài hát của ban nhạc Phượng Hoàng. Dạ. Và anh lúc đó là anh bắt đầu tập guitar. Thì một trong những cái bài mà anh rất yêu thích đó là Yêu Người Yêu Đời Và Tôi Muốn của anh Elvis Phương. Dạ. Hồi đó hình như là anh có cái duyên với lại nhạc Phượng Hoàng. Tại vì nhạc trẻ thì lúc đó cái thời của anh là nó rất nhiều loại nhạc. Mạnh nhất là loại nhạc rock. Là ban nhạc CBC. Dài. Dạ, dạ. Yêu kiến tròn tròn. Lên là gọi là sống động đấy em. Dạ. Máu đó em. Bây giờ gọi là máu đó. Dạ. Hồi xưa là cuồng nhiệt. Dạ. Cùng, thời của các ban nhạc trẻ đó, đó là CBC là một trong những cái thế hệ đầu tiên. Đúng rồi, là chuyên nhạc rock dữ lắm. Yeah. Rồi có nhiều ban nữa. Yeah. Crazy Dog. Crazy Dog. Yeah. Crazy Dog là chó điên đó. Dạ. Yeah. Bây giờ mình lấy cái tên là tài chó điên. Tài Crazy Dog. Vậy là cái tên tài chó điên là cũng từ đó chắc ra. Chắc là từ chắc là có cái hơi hốm của Crazy Dog. Dạ. Yeah. Rồi sau đó là tới ban Phượng Hoàng, rất là nổi tiếng. Ban Phượng Hoàng đặc biệt cái gì? Là đánh nhạc Việt Nam. Dạ. Mà khán giả trẻ vẫn thích. Nó cái hay của mấy anh Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà là dạ. Làm chỗ đó. Dạ. Anh rất là thích. Dạ. Mà anh Phương là tham gia sau đúng không anh? Anh Phương thì hình như là sau này mới làm ca sĩ của ban nhạc Phượng Hoàng. Dạ đúng rồi. Rồi trước đó thì anh có nghiên cứu kỹ chi tiết về ban nhạc Phượng Hoàng, nhưng mà anh biết là anh chỉ biết Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà là gì, hai nhạc sĩ là hai nhạc sĩ sáng tác. Dạ. Những ca khúc rất là trẻ trung. Dạ. Và có ý nghĩa. Sau này thì Elvis Phương là ca sĩ chánh cho ban nhạc Phượng Hoàng. Dạ. Thì anh rất là mê cái Tôi Muốn và Yêu Người Yêu Đời. Dạ. Rồi rất nhiều bài hát nữa nhưng mà mình không kể hết đây được. Dạ. Nhiều lắm. Nói chung thì nhạc Phượng Hoàng nghe dễ lắm. Dạ. Dễ thấm vô những người mà chơi nhạc trẻ. Lúc đó còn trẻ. Lúc đó là anh tập là đánh y chang lại hay là anh đánh khác? Anh là copy. Tại hồi xưa là thú thật với em là hồi xưa thì lúc anh chơi đàn thì anh chưa không có học nhạc lý đâu. Dạ. Anh chỉ chơi bằng cái lỗ tai thôi. Thì bật cái băng gì ma nhê. Dạ. Cái gì cái băng vòng xoay xưa đó. Dạ. Yeah. Thì bật lên nghe. Nghe là mò. Dạ. Mò nha. Không ai chỉ đâu, không ai ngồi chỉ bánh băng 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 đâu. Dạ. Ngồi tự nghĩ ra hết á. Coi nó bánh sao. Dạ. Để bắt trước được hết luôn, không có cần được nghe chứ, trời ơi, không có cần ghi xuống thí âm gì hết. Có biết ghi đâu mà cần ghi không cần. Wow, tự học hết, quá là xuất sắc. Hồi xưa anh Phương, anh thưa anh là thần tượng của rất là nhiều các cô gái hồi đúng, xưa, đúng không? Hồi xưa anh Phương là có thể nói là một cái hiện tượng. Dạ. Là khi, tại vì ảnh là ảnh bận đồ với lại ảnh làm tóc rồi y như là Elvis Presley. Của nước Mỹ vậy đó. Dạ. Mà công nhận cái mặt ảnh cũng tự tự giống giống rồi mày. Dạ. Cái gương mặt của anh giống. Dạ. Có gương mặt của anh không giống ai hết trơn. Anh thì khó giống lắm.
Phương nói là khó với ai giống anh. Dạ, có ai giống anh. Nó đặc biệt đó là... Đó là anh Phương, anh nhìn anh Phương thấy anh Phương Hoàng, người ta thấy cái gì đó nó hay hay. Dạ. Nhìn anh thì người ta thấy nó vui vui. Dạ. Thì quay trở lại với câu chuyện với anh Elvis Phương thì anh có nhớ cái lần đầu tiên mà anh gặp Elvis Phương là như thế nào? Elvis Phương thì cũng giống như những ca sĩ khác đó, thì anh chỉ gặp được ở bên hải ngoại. Ở trong Việt Nam thì anh nói còn nhỏ quá, anh không có điều kiện để mà được tiếp xúc. Qua tới hải ngoại thì có một cái show anh còn nhớ là, anh nhớ không làm là đánh ở Hollywood. Trong một cái show đó, cái chỗ đó nó kêu là, anh nhớ là Stardust. Cái chỗ sân khấu nó kêu là tên vậy. Thì anh Phương là hình như là cái show đó đầu tiên là anh đờn cho anh hát. Anh hát những bài rất quen thuộc thôi. Cũng Phượng Hoàng là một số ca khúc thời lúc bấy giờ. Nhưng mà cái show đầu tiên cũng là một cái show có nhiều cái anh tạm gọi là giống như là scandal. Tại sao vậy anh? Có nghĩa là như vậy. Lúc đó thì anh thật sự anh chưa bao giờ được nói chuyện với anh Phương. Anh chỉ chào hỏi và lấy bài của anh thôi. Thì lúc bữa tối anh nói diễn bình thường thì tụi anh cũng đánh cho anh Phương thôi. Nhưng mà sau khi anh hát xong thì anh vô đó, thì anh nghe có người nói lại là anh Phương ảnh không có vui mấy về cái ban nhạc của anh. Dạ. Do đánh rất, không anh tốt. Anh rất là lo. Do đánh không tốt hay là... Anh sợ em. Dạ. Anh nói, ủa chứ có lẽ là ban nhạc mình đánh nó không đúng tiêu chuẩn hay sao? Nhưng mà anh nhớ là anh tập rất là kỹ, tại vì những cái nhạc của Phượng Hoàng là anh rất là mê, mà sao đánh sai được. Dạ. Anh mê lắm. Mà tụi anh còn hát bè nữa mà. Dạ. Tụi anh hát bè cho anh nữa mà. Ừ. Thì sau này thì anh mới nghe người ta nói là anh nghĩ là anh nói giỡn thôi, nhưng mà cái người học là người ta có cái ác ý. Em hiểu không? Người ta ác ý. Chuyện người gì người vậy? Ta nói là ông Phương ông thích ban nhạc mày. Hỏi sao vậy? Tại mày bận đồ ban nhạc nổi quá. Mà thật sự là phải thú thật với anh Phương, anh Phương ơi, thông cảm nha, tại vì cái ban nhạc em điệu lắm. Em là người lúc nào cũng là lèo lẹt mà anh bông hoa đồ kim sa cá lặng mà. Đúng không? Kim sa học lụ chứ. Dạ, anh dạ. Kim sa học lụ. Kim sa học lụ. Thành ra là anh là đã bỏ tiền ra ha, anh kêu anh đứng tiền dưới. Dạ. Anh mua đồ cho ban nhạc. Dạ. Là anh lên Hollywood á. Cái đường Los Angeles á. Dạ. Anh vô anh mua toàn là những áo vest mà kim tuyến. Ôi trời ơi. Dạ. Một cái không rẻ đó cho em. Cái thời của anh lúc đó là 1980 mấy mà nó đã là 200-300 đô rồi đó. Em nghĩ có ban nhạc mà mua cái áo đơn lương không biết tới không. Dạ. Lương lúc đó sợ là nghĩ là tầm khoảng 150-200 mà mua cái áo hết 200-300. Dạ. Ban nhạc nó buồn lắm. Mà anh không có bắt trả liền. À. Anh trả góp. Đóng hụi góp. Trả góp. Dạ. Nhưng mà đẹp em. Anh quan điểm lên sân khấu là phải trân trọng. Dạ. Nhưng mà đẹp quá là hơi ca sĩ. Thì nó hơi sai, đúng. Yeah. Mình nó hơi sai. Là thì xui một cái là bữa đó là anh Phương anh mặc cùng một cái loại vải đó. Nhưng ảnh là mặc màu đen. À rồi. Đằng sau tụi anh thì một người trắng, một người xanh, blue, một người đỏ và một người vàng. Thì anh nghĩ sao? Thì cái màu đen nó đi đâu? Em nghĩ có khi ban nhạc anh đổi tên là ban nhạc Rainbow hợp không? Chứ phải Chí Tài Brothers Band, phải là Brand. Sau này anh mới biết là anh Phương anh nói giỡn thôi. Chắc anh vô anh nói giỡn. Dạ. Đó là không biết anh nói thiệt hay nói giỡn vậy anh Phương. Anh coi cái chương trình này, anh đọc, anh thấy em nói vậy, anh không biết anh nói giỡn thì anh nói thiệt, anh điện thoại cho em, anh nhắn tin cho em nha. Nhưng mà anh nói là không, anh nhạc gì bằng lòng nổi ca sĩ đâu được. Cũng đúng em. Dạ. Nó hơi kỳ kỳ. Dạ. Bây giờ mình nghĩ là mới thấy kỳ. Dạ. Một cái kỷ niệm mà không biết nên vui hay nên buồn. Lần đầu mà đã có chuyện rồi. Dạ. Nhưng mà sau đó thì anh rất là vui vẻ, tại vì anh là thần tượng của anh mà. Dạ. Anh cái đó là không phải là anh cố ý. Dạ. Thì anh cái anh Phương là tụi em là lúc nào sân khấu cũng trân trọng giả là là phải đẹp. Dạ. Đẹp trước rồi đó. Dạ. Đập vô mắt người ta trước. Dạ. Rồi đánh hay nó dở tính ra. Anh Phương là hơn anh bao nhiêu tuổi anh? Anh nghĩ chắc là nhiều. Anh nhiều, tại vì anh Phương đi hát là anh còn chưa cầm tới cái đàn nữa mà. Dạ. Bây giờ anh cầm đàn được rồi, 30 mấy năm rồi. Wow, dạ. Yeah. Bây giờ chắc chắn là anh Phương lớn, nhưng mà thật sự anh Phương ơi, anh vẫn còn là phong độ. Phong độ quá. Yeah. Chứ không phải là có bộ tường. Dạ. Yeah. Còn rất phong cái độ. Cái tuổi như vậy mà cái giọng anh như thế quá sức cũng được. Dạ. Yeah. Anh Phương thì ngoài cái giọng rất là hay,
rất đặc biệt rồi, thì còn có một khả năng rất là đặc biệt nữa là hít sáo. Trời ơi, nhắc hít sáo mới nhớ là anh hát anh cái bài gì hít sáo ta, bài nào em thấy anh cũng hít sáo chứ không, có một cái bài đặc biệt lắm. Dạ, như là bài Ngựa Hoang phải. Dạ, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Dạ, với lại bài Yêu Em anh cũng hít sáo. Dạ, cái cười thấy cái mặt nhìn đời anh cũng hít sáo. Dạ, bài của anh Phương hít sáo hay vậy nè, là người ta hít sáo là cái hơi người ta nó sẽ bị yếu. Ừ, chính xác. Còn hít sáo anh mạnh. Dạ, đó, cái giọng anh Phương đặc biệt là gì không? Anh nói luôn, mạnh nhưng mà ấm. Ừ, là có truyền cảm đó. Dạ, đa có một số người hát mạnh nghe không truyền cảm. Ừ, anh Phương mạnh nhưng truyền cảm. Dạ, đọc anh có đó. Anh có hít sáo được giống anh Phương không? Hả? Có thử bắt chước hít sáo tập dữ lắm rồi. Tập dữ từ hồi bắt đầu mà biết anh hát những hít sáo rồi đó, tập. Dạ, tới bây giờ mấy chục năm sau vẫn chưa được. Ừ. Anh Phương hiếu mà anh có thử hỏi anh Phương là cái đó là cái hiếu khẩu của anh sẵn hay là anh phải rèn luyện? Là chắc theo anh nghĩ thôi nha, chắc là một cái cơ duyên tự nhiên anh ngồi anh hít sáo là anh rồi người ta cái người kế bên hoặc ban nhạc thấy anh hít sáo nó hay á. Ừ, người ta gợi ý anh hít sáo. Dạ, vậy thôi. Ừ, hít sáo cũng giọng mạnh tốt, rất là hít sáo nhiều người giọng mờ em ơi. Dạ, mờ. Thì ngoài những cái điều mà rất là đặc biệt về giọng hát của anh Phương thì có cái gì mà anh Phương anh thích nữa không ở ngoài đời? Ông Phương nói chuyện rất là anh vui nhưng mà anh trầm nữa. Ừ, anh trầm. Dạ, anh ít giỡn nhưng mà lâu lâu anh có giỡn. Dạ, anh có giỡn. Ừ, nhưng mà đặc biệt là anh Phương là mình nhìn thấy ảnh như vậy mình tưởng là ảnh không quan tâm tới những đàn em đàn con đàn cháu, mà thật ra là ảnh có theo dõi đó. Dạ, bằng chứng là ảnh có cái kỷ niệm như vậy là anh Phương một ngày đẹp trời ở bên Mỹ á, anh đang ở nhà thì tự nhiên ảnh hòa với lại vợ ảnh hai người gọi cho anh, đó là em có coi cái tiết mục mà ở bên Việt Nam mà Hồng Vân. Dạ, ông mất gà gì ông mất gà bà mất nết đó Hồng Vân Lê Vũ Cầu. Dạ, em coi đi. Ừ, đó là thật sự anh không có theo dõi nhiều. Dạ, anh không có biết. Thì anh Phương và chị Hoa là vợ anh là chính là cái người gọi cho anh. Ừ, cô đi tài. Dạ, hay lắm. Dạ, thôi cái cô thì có chửi có phần có điệu hay lắm. Dạ, thì anh đó là cái người cho anh có cơ hội để biết cái tiết mục đó. Ừ, tức là anh, tức là ngoài cái ca hát là anh vẫn còn quan tâm tới những cái lĩnh vực khác trong nghệ thuật. Dạ, lúc đó là anh đã diễn tấu hài chưa? Chưa. Ừ, là ai cũng quên đó luôn. Sẵn đây anh cũng cũng xin một vài phút để cảm ơn chị Hoa. Dạ, là vợ anh Phương. Dạ, chỉ là cái người chỉ nói với anh lâu lắm rồi, từ lúc mà anh gạ chị dẫn đi với anh Phương đi hát với anh. Dạ, chị nói với anh Tài em đi làm hài đi. Ừ, em không làm hài là uổng. Ừ, mà anh không nghe lời rồi chị, sau này là chị gặp là chị dẫn nhắc ấy, cho nó. Dạ, chị nói đùa cho nó là Tài bây giờ trả tiền chia tiền cho chị chứ. Dạ, coi bói đó, là gì coi bói. Chị đã nhìn thấy trước rồi mà em không chịu nghe. Dạ, tiên tri. Nhiều sớm thì giờ này là em có nhiều tiền hơn rồi. Bây giờ chị gặp chị dẫn nhé. Dạ, vô sớm thì đâu có cơ hội để đánh đàn cho anh Phương. Không, lúc đó là cũng còn kịp. Dạ, năm 1980 mấy à, chứ năm mấy à, chưa tới 90 mà. Dạ, thì gần đây anh còn gặp anh Phương mà chị Hoa không ạ? Mà mới gặp tức thời. Dạ, trong cái chương trình livestream của Đàm Vĩnh Hưng. À, dạ. Dòm lại anh vẫn phong độ. Ừ, mà vẫn là những câu nói ổng nói nhiều chuyện, nhiều câu tức cười lắm nha. Dạ, thiệt đấy, có nhiều người đàn anh mà nói chuyện mà đầm mà tức cười lắm. Dạ, thì cảm ơn anh Tài rất là nhiều về những câu chuyện rất là thú vị với lại anh Elvis Phương. Thì chắc là hôm nay sẵn có cây đàn piano ở đây, chắc là anh sẽ rải một vài nốt nhạc và để thể hiện rằng anh là người rất yêu mến anh Phương, cũng như là đã từng những cái thỏa đầu tiên á mà anh tập đàn ôm cái đàn á là anh đã tập những bài hát của Liên Quốc Phượng Hoàng. Ông ý tốt đó nhưng mà ông cũng gây cho tôi khó khăn. Vì tôi đâu phải là chuyên nghiệp đánh piano đâu. Hàng gì là cố tình mời đây ngồi làm sao piano đâu quất lắm không. Anh cho tôi đàn guitar bắt tôi đánh này. Lâu lâu mình phải đổi món chứ cho nó nhiều gia vị vậy khác thôi, nhau. Thôi quý vị thông cảm nha, bị cái này không phải sở trường. Đánh bây giờ hát một cái bài mà thích lắm. Dạ. Nhưng mà ngắn thôi. Dạ. Tại vì hát nữa thì sợ chưa có dịp tập, tại nhà đâu có đàn piano. Dạ, bài gì anh? Bài một đoạn của Yêu Người Yêu Đời. Dạ,
nha, sáng tác của Lưu Hoàng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với một khúc của ca khúc Yêu Người Yêu Đời, trong một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, với tiếng đàn của nghệ sĩ Chí Tài. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều trong gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bản thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như hôi, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như Chào mừng quý vị đã quay trở lại với talk show Chí Tài Lên Mây. Và xin cảm ơn anh Chí Tài về những chia sẻ rất chân thành về nam danh ca Elvis Phương. Và thưa anh, bây giờ chúng ta chỉ còn một vài nghệ sĩ nữa thôi trong chiếc ly thần thánh này. Xin mời anh sẽ cùng bóc để xem coi là nghệ sĩ nào tiếp theo. Rồi. Ủa, sao vậy anh? Anh phải mở ra cho mọi người coi chứ. Mở chi thì lúc trước mở ra thì đưa người ta biết hết, mà này anh muốn nói gì người này ra khỏi cần coi. Ông này chơi ăn gian không được anh ơi. Anh bóc lên không phải tên người đó. Thì anh muốn nói đó là nữ ca sĩ Ivan. Ủa. Này hơi ăn gian rồi nha. Anh mình muốn nói chuyện thôi. Không chi bóc chúng người khác. Không, nói mấy người nữa. Tức là bây giờ là đang là mắc nói về chị Ivan đúng không ạ? Thật ra là của thưa quý vị là Ivan là có thể nói là cái ngày hôm nay Tài ngồi đây và trò chuyện cùng quý vị, cũng như là việc là cũng nhờ một phần có cái sự giúp đỡ của cô ấy Vân. Cô ấy Vân thật sự là lớn tuổi hơn Tài. Thật ra những ngày đầu tiên gặp cổ thì Tài đã kêu là chị. Chắc chắn là lớn một tuổi, là lớn một tháng, một ngày cũng là chị. Thì cái Vân là tuổi gì anh? Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ vậy có kêu bé Ngọ giống như kêu Dương Quỳnh là bé Cậu không? Ngọ thì không kêu bé tại vì lớn mà. Lớn. Nhưng mà có bài hát là em tan trường về anh theo Ngọ về. Đó là theo Ngọ mà giờ anh là theo Ngọ không, luôn chữ Ngọ đó. Theo Ngọ, Ngọ về đâu, Ngọ về dạ. Có tên Ngọ bắt đầu tưởng là Ngọ mà không phải là Ngọ. Là giờ theo ấy Vân về đó. Thì thật sự là lần đầu tiên biết Ái Vân là cô Ái Vân đó là cô kêu bằng chị đi. Hay là kêu cô cho trẻ đi. Biết cô Ái Vân là lúc đó là chỉ hòa âm cho cổ những cái bài như là Tắt Nước Đậu Đình. Với lại hát chung với lại Lý gì treo lên qua âm giấc môi. Là lúc đó là Ái Vân hát chung với em Phương. Thì anh đóng cái vai trò là một nhạc sĩ hòa âm. Và khi mà hòa âm xong thì cô ấy Vân cô rất là thích. Cô mới không có nói chuyện trực tiếp, chỉ chuyển qua cô Marito hoặc là anh Tô Văn Lai là ba của Marito là ồ cái Chí Tài này hòa âm những cái bài này nó nghe có vẻ vui nhộn và duyên dáng. Tại vì mình làm tại em biết hòa âm những cái bài đó là có những cái chỗ nó ngừng lại để mình thoại. Và có những chỗ hát tự do mà hồi xưa thì cái công nghệ đâu có cao. Thành ra là một là em đứng thâu trực tiếp với một cái đàn piano và cái guitar gì đó. Thì em mới lấy được cái hát tự do của người ca sĩ đó. Còn này không có. Tại vì cổ ở bên Đức, cổ mà anh thì ở bên Mỹ. Thành ra khi anh hòa âm bài đó thì anh tự tưởng tượng. Anh tự anh nghĩ ra cái nhịp nó như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào. Thành ra là cổ nghe cái hòa âm của anh có nói ô hợp vô cái loại mà vừa hát vừa diễn vừa nói. Thì đó là cái gọi là
là một cái giây phút đầu tiên. Dạ, yeah. Cái cơ may làm việc đầu tiên với nhau. Dạ. Thôi, một cái cơ duyên mà quan trọng nhất bây giờ mà anh vẫn không bao giờ quên. Đó là Hổ gọi qua, có đó là Tài à, cổ xương mình của mình, người Bắc mà. Dạ. Yeah. Cổ xương mình. Tài à, bây giờ mình sẽ hát cái bài Trăng Sáng Vườn Chè. Tài hòa âm cho mình bài đó. Dạ. Một cái khúc rất là nổi tiếng với giọng Trải Vân. Dạ. Đúng không? Sáng trăng sáng cả vườn chè. Dạ. Và anh thích tại vì hồi xưa là bài này là nữ ca sĩ Xuân Sơn hát. Ừ, dạ, đúng. Xuân Sơn, em biết, em biết Xuân Sơn. Dạ, em biết. Cô Xuân Sơn bây giờ vẫn còn hát hay nha. Dạ. Đó là mình có dịp mình nói gì Xuân Sơn. Dạ. Thì cô nói là hòa âm cho mình bài này. Cái nó dạ được chị. Em làm được mà. Dạ. Khi hòa âm xong hết gửi qua. Thì lúc đó là thật sự là anh nghe cái hòa âm cũ là anh viết hòa âm mới lại của anh. Chứ anh không có viết theo cái cũ. Ừ, dạ. Thì cô ấy vẫn có rất thích. Ừ. Và khi hòa âm có hát xong, trước khi thu hình, cô điện thoại qua, cô nói bây giờ mình nhờ Tài phụ diễn bài này được không? Wow. cái này quan trọng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tại vì hồi đó giờ mình, quý thưa quý vị là mình hòa âm hoặc là mình làm gì thì chỉ là cái ta thấy cái tên thôi. Dạ. Yeah. Xin lỗi nha, cô không có thấy kịp đâu. Dạ. Yeah. Bị hết. Nhanh quá. Bình thường tâm lý mình coi phim xong hay là mình coi cái gì đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái cuối không hề coi. Tắt. Đứng gì đi về. Dạ. Yeah. Trong phim ảnh không thấy. Yeah. Đang coi về không biết, không ai biết là ekip quay là ông Tùng hay là ông Tài. Yeah. Không biết. Đâu không quan tâm. Ừ. Thì mình cũng vậy. Nhạc sĩ đâu có giờ được nhắc. Thì mình nghe nó phụ diễn. Ồ, được. Mà em làm gì chị? Bây giờ Tài chỉ ra Tài ngồi thôi. Ừ. Rồi mình hát ở đâu rồi Tài diễn tới đó. Ừ. Rồi. Em thà em ra em hát nha. Yeah. Hoặc là em múa. Yeah. Chứ em tưởng tượng. Em biết ngồi. Sao khi mà anh bắt đầu anh tập á, anh mới thấy nó khó. Tại vì không biết cái vai trò của mình. Bây giờ em thử em ngồi yên một phút đi. Là em biết là em không biết, em không biết em sẽ làm gì đâu. Anh bảo đảm với em. Dạ. Yeah. Đây cái bài này dài 7 phút mấy. Ừ. 7 phút mấy. Dạ. Yeah. Rồi cũng do mình hòa âm cho dài cho cố sát vô. Đó, có con ông rồi sao nó cứ là lẽ chứ thôi là để chứng minh đi hoa thiệt đó. Hình như là hồi nãy tôi uống dưa hấu rồi sao nó ngọt ngọt, nó hưởng cái mùi ngọt cho nó. Tấn công quá. Và cái áo của anh. Hả? Nó tưởng là cái rồi. Có đâu đu tráng không kìa ông ơi. Mình quay lại với Trăng Sáng Vườn Chè đi anh. Mình phải lo chứ. Trăng thì trăng chứ. Ông tấn công chắc chắn được. Yeah. Thì lúc mà bắt đầu tập anh mới thấy sợ. Kinh khủng lắm. Yeah. Một phút là thấy lâu. Đây là gần 7 phút. Yeah. Mà cứ ngồi cầm cuốn sổ. Yeah. Cô hát. Cô hát là cái người vợ trước khi mà chăm sóc chồng với chồng đi thi. Yeah. Mà cô diễn thì mình cứ phải ngồi đọc cuốn sổ. Dạ. Em biết rất căng thẳng. Nó lâu lâu riết qua dình. Mà không nói câu nào nha em. À. Rồi cuối cùng hết bài, bồng bà chạy vô. 7 phút ngồi trên đó. Vậy á mà được nhiều lời khen. Ừ. Thứ nhất là cổ trực tiếp cổ khen. Dạ. Cổ nói nhìn cái mặt thấy ghét lắm. Giống như mấy cái ông mà mấy đóng cái vai chồng đó. Yeah. Mà làm biến học đó. Ừ. Tối ngày cứ ngồi nghĩ cái chuyện mà chăn gối đó. Yeah, yeah. Không lo học thì cổ là cái người động viên chồng mình phải tập trung vô đèn sách. Ừ. Để mà đi thi đỗ Trạng Nguyên. Yeah. Chứ đừng nghĩ cái chuyện mà mày rồi vợ chồng chăn hoa. Yeah. À, tức là trong một cái bài hát mà phải diễn tả như vậy. Ừ. Em nói đâu phải dễ. Yeah. Đó là lần đầu anh bước lên sân khấu của Marimana. Yeah. Với một cái vai trò là diễn. Yeah. Phụ diễn. Yeah. Và cuối cùng ẩm chạy vô. Vậy mà có lúc quay hình cái suất thứ nhì bị té. Tức là cổ phải té mà cổ bị hụt cái chân. Dạ. Anh nặng quá. Dạ. Chắc nó yếu. Và quay hai suất. Hai suất. Bị sọt cổ cái chân. Dạ. À như suất một. Dạ. Cổ vô cổ la. Ừ. Tay mình ẩm thì không có tập trung. Ừ. Phải để ý chứ. Dạ. Mình té xuống sao. Dạ. Rồi. Vô còn bị la. Dạ. Một kỷ niệm rất là nhờ cái đó. Nhờ bài đó. Ừ. Thì bắt đầu những có một trung tâm khác để ý. Ừ. Mới mời Tài hát những cái ca nhạc hài. Ừ. Nhờ có cái đó. Wow. Thật ra là Tài không nhân cơ hội này xin cảm ơn chị Ái Vân đã cho Tài cơ hội chuyển sang từ nhạc sĩ
chuyển sang phụ diễn. Yeah. Rồi có phụ diễn rồi mới có ca nhạc kịch. Yeah. Có ca nhạc kịch mới chuyển qua diễn nhà. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thưa anh, chị Ái Vân thì trước đây là chuyên trị dòng nhạc dân ca. Đúng rồi. Và coi như là rất khó thay thế trong lòng khán giả. Một thời rất là nổi tiếng. Như cái là... Thế này là Việt. Dân ca thì mình nói là nhiều người hát dân ca hay. Dạ. Cô Vân thì thật sự là cổ ngoài cái giọng hát quê hương dân ca ra thì cổ có được cái là cổ diễn rất là xuất thật, mình phải nói như vậy. Dạ. Đây là cũng rất là tốt. Đúng rồi em. Dạ. Khi em coi á là em sẽ thể có thể nha, có thể em quên hẳn là cổ đang hát cái gì. Ừ. Mình chỉ coi, mình chỉ thấy cái sự diễn xuất của cổ, cái nét diễn xuất của cổ. Dạ. Là có thể là mình bị lôi cuốn theo. Dạ. Đó, cái hay của cô Vân là làm gì? Dạ, có bây giờ anh cuốn theo thiệt không? Cuốn trong cái tiểu phẩm. Trong tiểu phẩm thôi. Sau đó có đóng sang sáng nhìn kìa hai nữa. Dạ, 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 dạ. Là Vinh Quy Bái Tổ đó. Ừ, dạ. Có luôn. Dạ. Thì thời gian mà anh cộng tác với chị Vân là bao lâu ạ? Anh nhớ là cũng chắc cũng cũng phải là 3-4 năm gì đó. Dạ. 3 năm. Gần đây anh còn gặp lại chị Vân mà. À, nhắc cái này thì lại lấy làm tiếc. À, có gặp có cái này nữa phải chia sẻ. Yeah. Là lúc mà Tài bắt đầu đặt chân trở về Việt Nam. Yeah. Để diễn một cái đêm ở Phong Trà Sống Nhạc. Ừ. Nằm trên đường Lê Lợi phải không ta? Sống Nhạc. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah, yeah, nhớ yeah. Đi Lê Lợi. Thì Tài vô Tài diễn cũng bình thường. Ừ. Thì khi mà Tài diễn xong đi ra thì Tài gặp Ái Vân. Cô Ái Vân. Yeah. Cô đứng ngay trước cửa. Cô đứng, cô đứng cô chờ Tài ra. Ừ. Thì cô có lời, cô bắt tay, cô chúc mừng. Dạ. Nó chúc mừng Tài nha. Không ngờ một thời gian không có gặp. Bây giờ Tài là có thể chuyển qua cái lĩnh vực mà hài, ừ, vui như vậy. Dạ. Tốt, cảm ơn Tài. Dạ. Rồi sau đó thì hình như là có gặp 1-2 lần thôi. Sau này thì cô Vân cổ có tặng Tài một cuốn hồi ký. Ở trong đó có nhắc Tài Chí Tài. Ừ. Thật ra là mình cũng là một trong những người em mà được chỉ chiếu cố của con. Dạ, nhớ. Dạ, cũng là người thế rất là hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh Chí Tài rất là nhiều về những câu chuyện lần đầu tiên anh kể về nghệ sĩ Ái Vân. Và xin cảm ơn quý vị đã đón xem talk show Chí Tài Lên Mây trong chuỗi series Khi Cánh Màn Nhung Khép Im Lìm. Cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những số tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.